Lại là hai lúa hồ dây đây cả nhà ơi. Bữa nay Hải đi làm về xong á, thì Hải mới xong lướt lên YouTube của mình thì Hải thấy có bạn tên A Còng Yến Ninh hay gì đó đó, thì bạn hỏi mình là tình trạng mà giáo dục mà bạn gãi phân DB và UG hoài mà bữa nay 6-7 lần mà nó không lên đó, thì mình sẽ là bình luận bạn luôn nha, thì có phải đúng hay sai thì cũng mình trả lời gì đó. Những anh em nào mà dùng rau thì có tham khảo đúng hay sai nha. Thì mình thấy nguyên nhân là mình làm cũng nhiều năm rồi đó, mình thấy cũng có thật sự mà nói á, thì có tình trạng nó cũng có bạn ơi. Thì với lại bạn xem giùm mình ha, nhiều cũng nhiều yếu tố. Thứ nhất á, thì bạn xem kỹ lại rau nhút của bạn nó có bị sâu không, nó rất quan trọng nha. Rau nhút á, nằm các bạn biết sao không? Các bạn coi kỹ nè, đây mình kỹ nói chuyện với bạn nha, tay mình rất mình xa với trên bờ ha, con nhút đây các bạn thấy không, cái tay mình chỉ đó đó, con nhút thí dụ vậy ha, bạn con nhút á, bạn tại cho bạn tầm chỉ cái tay đó ha, thì bạn sẽ xé nó ra, bạn xé cái phao á, bạn xé cái phao kỹ coi, xe kỹ coi có sâu không, với ngay chân cái vòng này là bạn nhớ cái vòng con nhút này á. Dòng coi nhút cái chỗ mình đi chỗ cái cây xuống á, thì trên cái dòng đó coi kỹ có sâu các bạn, coi kỹ nha, tại vì biết không, con sâu nằm ở trong coi nhút á, con sâu nó đục trong phao nhút á, ảnh hưởng rất nguy hiểm nha, tại mình dục phân hoài nó không lên nữa các bạn, dục phân hoài nó sẽ không lên đâu, dục phân hoài nó đơ hoài vậy đó, nó cái màu nó cái cọng rau cái màu nó sậm đen ha đó, mình xịt phải xịt thuốc sâu nha, xịt thuốc sâu rồi xịt nó ở trong nó mới trồi ra mới chết ra mới xanh lên nha, chứ bạn dục phân hoài như không à, nó nhẹ nó từ từ là nó phan ở trong đó, thời gian sau nữa nó sẽ phao nó bể nát nát ra, cọng rau cái lóng nó nhặt lại, cái rau nó màu xanh mà đậm đỏ đỏ đó mấy bạn đó, thì đó là mình coi kỹ giùm mình nha, xịt cho thuốc sâu nha, thuốc sâu mà cái dòng mà thuốc sâu cái dòng thành phần Nofenabi, bạn mua đại đi, hỏi người ta cái thành phần thuốc sâu mà cái thành phần Nofenabi á, xịt là con sâu nó chết trong đó nha, hay sâu các bạn hỏi kỹ. Thứ hai nữa là sâu mà xịt trong cái tôi xài mà rau nhút mà cái loại sâu xịt chiên cà chua, con sâu trong đó nó pha trong trái cà chua nó được ra nó mát các bạn nha, xịt vậy là rau nó bị đơ, rau chết ủng đó nha đó. Rồi thứ hai nữa là bạn xem kỹ nữa, chắc tối đâu chắc tối bạn cơ kỹ hôm thứ hai là chắc tối á, bạn cầm cái đèn bạn gọi ở ngoài rau nhút á, bạn gọi ngoài rau nhút á, bạn coi kỹ có phải bù lạch không các bạn, bù lạch bơ chỉ đó nó cũng ảnh hưởng lắm nha, nó mà nó đeo rồi bạn không biết mà thấy nó vậy đó, gãy phân hoài không lên, cộng rau đơ đơ nữa. Thứ hai nữa là con bơ chỉ á, bạn con bơ chỉ á, hoặc là mấy con gầy phấn trắng mình không biết á, thì cái đó bạn phải xịt, nhưng bạn xịt là một cái dòng thuốc sâu mà cái dạng mà nó giống như bây giờ bạn cộng cái xua gông nè, xua gông nhẹ thôi, xua gông nhẹ nữa ha, xua gông nè ha, cộng với một cái gói thuốc gầy mà cái thuốc mà gọi cốm á, cốm giống như là thuốc Actaga đồ nhỏ nhẹ thôi, giống nhẹ bạn cộng vô vậy đó, thì giống như xua gông thì bạn xịt 2 bịch cho 3 bình đó, nó tại xua gông nó nhiễu dầu quá, sợ nhiều quá thì rau nó ảnh hưởng. Bạn hỏi người ta là xịt những con xe nó con xịt mà cái con bộ lạch là bụi chỉ được á nha, thì nó bán, tại vì mình hai phương án, thứ nhất là sâu trong con nhút, hai nữa là cái con bù lạch bộ chỉ nó mình không biết phân trắng, mình không biết mình chứ phân hoài không lên luôn nha. Phân đầu tiên là con sâu trong con nhút, thứ hai nữa là coi kỹ bù lạch hay bộ chỉ á, con kỳ phân trắng rồi bạn coi kỹ, hai phương án nó phải có một trong hai đó các bạn ơi nha. Rồi mình chia sẻ cùng bạn nha, như anh em nào mới xem clip á thì muốn bình luận tương tác thì clip cuối cùng hãy đăng vậy, giống như hai lan đăng liền bây giờ nè, tại đi làm xong hãy xem bình luận hãy trả lời liền luôn á. Rồi như anh cô chú, anh chị cô chú nào mà bán giống, thật ra Hải không bán nhưng mà thật sự anh em mà thích Hải hắn bán. Giống này giống hoa không phải giống hồi đó Hải làm nữa nha. Lắm nó dao không có bệnh nữa. Chứ hai mặn nó tiện lắm, mà Hải phát hình
Thì cái giống này cũng được mấy tháng nay trồng không có bệnh cả nhà. Đó. Nó khác giống rồi nữa. À, để clip sau nữa hay lúa chia sẻ các bạn xem rau nhút trắng mà có hai dòng nữa nha. Đây, nó chia sẻ sau đi. Bây giờ mình nói phần này để lăng mang quá cả nhà ha. Rồi clip này xong hai lúa có mấy bình luận bạn của chú bạn cô chú anh chị em là các bạn hỏi mình có bán giống vẫn có luôn. Từ nay mình up video lên xuống thoại luôn nha. Xin chào cả nhà. Nếu sự mà mới nó cứ hai lúa Hậu Giang thì cho hai lúa một đăng ký kênh nè. Chia sẻ các cùng xem nè. Rồi qua TikTok thì cô chú anh chị em là thích hai lúa thì cũng cho hai lúa một một cái tim đi trời, để lâu quá trời không ai tim hết trơn. Con nghiệp cho nhỏ mà. Tim cho nó vui luôn. Bạn phấn khích làm video mới cả nhà. Follow luôn cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Chúc nhà vui vẻ bình an nha. Xin chào.